Nhưng mà các bạn à, nên để ý một điều, đó chính là chúng ta nhìn vào funding rate đi cũng như là thằng Dừa chia sẻ với các bạn trong cái bài viết à, mới đây đó thì funding rate đã có cái sự tăng trưởng, có nghĩa là càng ngày càng nhiều những cái trader lạc quan hơn. Thêm vào đó nữa là chúng ta thấy cái hiện tượng đó chính là những cái lệnh futures ngày lại càng nhiều hơn, bắt đầu có sự tăng trưởng từ cái thời điểm cái mà có nên nhớ là ngày 21 tháng 9, đường màu xanh này cứ tăng trưởng. Chúng ta thấy được là cộng vào đó nữa là hiện bây giờ đó cái số lượng Bitcoin mà đang có lời đó là không có nhỏ. Chúng ta nhìn vào Classnode, thì các bạn thấy được là cái số lượng Bitcoin mà đang có lời bây giờ đó đi vào cái vùng màu đỏ rồi. Ngày hôm trước đó ngày 15 tây đã tăng lên tới 99%. Trên blockchain đã có lời rồi. Chúng ta thấy được là kế đó nữa là ngày hôm qua ngày 16 tây thì có tới 98% Bitcoin trên blockchain đang có lời Cái số lượng người đang lưu trữ Bitcoin và có lời đó đang ở cái mức cao Các bạn có thể thấy được là tính tổng quát những cái thông tin lại thì các bạn sẽ thấy được là chúng ta thấy rất nhiều người đang có lời hiện bây giờ khi mà họ lưu trữ Bitcoin chúng ta thấy được là tình hình đó, là cái số lượng lệnh future tăng lên chúng ta thấy tình hình là funny rate tăng lên những điều này thường chỉ muốn tiếp tục chia sẻ với các bạn để các bạn có một cái sự tâm lý là một cái đợt điều chỉnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào đương nhiên giá có thể tiếp tục tăng trưởng và tăng trưởng trước khi mà điều chỉnh nhưng mà điều chỉnh là sẽ có trong một tình hình như thế này chỉ là chúng ta không biết là thế nào mà thôi cho nên không muốn các bạn có một cái sự chuẩn bị để các bạn đừng quá bất ngờ nếu như mà chúng ta thấy có một cái đợt điều chỉnh và đó nếu như mà chúng ta thấy đi theo cái xu hướng của năm 2007 thì đó có thể là cái đợt điều chỉnh cuối cùng và chúng ta có thể kết thúc cái mùa tăng trưởng này với một cái sự tăng trưởng đột biến trong vòng một hai tháng tới đây có nghĩa là từ đây đến cuối năm như chúng ta dựa vào tài liệu của năm 2017 trở lại với class node đi thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn thêm một tài liệu nữa đó chính là chỉ số NUPL thì rất nhiều bạn muốn thường chia sẻ về chỉ số này những mà nào mà mới tham gia vào thuần capital thì là không hiểu về NUPL là gì thì hiểu một cách đơn giản đó các bạn thấy được trên màn hình đó đây là cái tài liệu liên quan đến là À, dấu hiệu định của Bitcoin tính theo NUPL ở trên Classno thì mỗi lần mà chúng ta thấy là cái đường mà có nhiều màu này đó chuyển thành màu xanh dương đó chính là dấu hiệu định của những cái chu kỳ các bạn thấy được chúng ta thấy đây là dấu hiệu định của năm 2013 à, chúng ta có hai đỉnh năm 2017 vừa vào cái dùng màu xanh dương thôi thì các bạn thấy được chúng ta đã có cái sự điều chỉnh và đi vào mùa đông cho nên rất nhiều người quan tâm đến chỉ số NUPL này Thì hiện bây giờ chỉ số này đã vẫn đang nằm trong cái dù màu xanh lá cây ở mức là 0.63 Thì đi ngược trở về đi chúng ta thấy được là 0.63 đó Thì trước đó chúng ta thấy được là cái mức giá này là ở cái thời điểm nào 0.63 là chúng ta thấy được là ở cái thời điểm đó là ngày 16 tây tháng 12 năm 2020 Giá Bitcoin là khoảng 21.000 và cứ tăng trưởng trở lên cho đến cái lúc mà gần chạm vào 0,75 đó là chuyển qua màu xanh dương đó thì đã có cái sự điều chỉnh lúc đó là giá khoảng chừng là 40.000 thì tính đơn giản là 20.000 đi thì giá bịt không bây giờ là khoảng chừng 61.000 thì cộng vô 20.000 thì chúng ta muốn thấy giá bịt hồi điều chỉnh trước khi mà tới 81.000 Tại vì sao? Tại vì nếu như giá cứ tăng liên tục như vậy lên tới 81.000 thì chúng ta sẽ chạm vào dùng màu xanh và đó là cái dấu hiệu đỉnh dựa theo NUPL Nếu các bạn muốn giá Bitcoin có thể qua khoảng 100.000 đô thì chúng ta không muốn thấy điều xảy ra có nghĩa là chúng ta muốn Bitcoin điều chỉnh từ đây trên 81.000 cần phải có cái đợt điều chỉnh để reset cái đường màu xanh cây này lại để được nó chạm vào chuyển qua màu xanh dương Đó là chỉ số NUPL thì nhiều bạn cũng hỏi Thuận là Thuận nghĩ như thế nào từ đến cuối năm Và cái đỉnh của năm 2021 này Thì Thuận có làm một cái video ngày hôm qua đó Mà sẽ được đăng ở trên channel của Remy Terno Về cái xu hướng thị trường Từ đây đến cuối năm Cái video đó sẽ được chia sẻ sớm với các bạn Nhưng mà Thuận đã từng làm hai cái video trước đây Cái video 371 đó Năm 2019 và cái video 920 Năm nay, năm 2021 hồi tháng 1 Thì trong cái video năm 2019 đó, Cái này là trước khi chúng ta có Bitcoin hạ thì chúng ta thấy được đây là cái video thường chia sẻ ngày 14 tây tháng 6 năm 2019 thì thời điểm đó, đó các bạn thấy được là giá Bitcoin nó quanh là à, khoảng chừng là 7 8 ngàn đô thì chúng ta thấy được đó là cái sự chứng đoán của thuận capital lúc đó là tới ngày halving chúng ta sẽ được cái mức giá khoảng chừng là 9.400 đô thì tới ngày halving thường nhớ là cái mức giá của quanh là 9.000 đô và cái đỉnh của cái đợt tăng trưởng này đó sẽ là 101.000 đô dựa theo lịch sử của những đợt tăng trưởng trước đây Và sẽ xảy ra vào khoảng chừng là giữa năm 2022 Giá Bitcoin sẽ khoảng chừng là 101.000 đô Thường đã chia sẻ cái link của cái video này với các bạn à, Những mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái video thường đã làm cái T25 Về sự chững đón giá của Bitcoin Cũng như là trong đợt tăng trưởng này đó đầu năm thường cũng đã thống kê được những cái sự đoán giá của Bitcoin và Ethereum đến từ những người nổi tiếng và những nhà phân tích nổi tiếng đó thì các bạn thấy được là cái giá mà chẩn đoán đầu năm nay đó thì Bitcoin có thể lên tới 123.000 trong đợt tăng trưởng này và Ethereum là 8.600 đô dựa theo cái tính của Thuận Capital. Tóm lại các bạn được là chẩn đoán như thế nào thì Thuận Capital vẫn nghĩ là giá Bitcoin có khả năng là sẽ qua khoảng 100.000 đô. Các bạn nghĩ như thế nào? Thì nói tới đây đó các bạn thấy được là tùy theo là các bạn có cái lòng tin như thế nào đối với thị trường này. Đương nhiên nếu như các bạn nghĩ là cái mức giá 65 000 đó hồi tháng 5 mới đây là cái đỉnh rồi Thì đương nhiên các bạn sẽ không có cái nhìn lạc quan về giá cả của Bitcoin trong thời gian từ đây đến cuối năm Nhưng mà nếu như các bạn không tin đó là đỉnh á thì các bạn thấy được là Thuần Capital vẫn có lòng tin là giá Bitcoin sẽ qua khỏi 100.000 đô Và điều mà nhiều bạn xói thuận đó là Thuần có nghĩ là giá Bitcoin sẽ qua khỏi năm nay Có nghĩa là chúng ta sẽ tiếp tục thấy một cái mùa tăng trưởng năm 2022 là không Thì Thuần sẽ chia sẻ với bạn là Thu hy vọng là như vậy. Nhưng mà cái mà chúng ta cần nên hiểu đó là bây giờ có nhiều cái lý thuyết khác nhau. Chúng ta thấy đó là một trong những cái lý thuyết đó chính là cái lý thuyết chu kỳ dài hơn. Đây cũng là một trong những điều đã được phản ảnh trong cái bài thượng đăng hồi năm 2019 đó là càng ngày thì chúng ta thấy được là cái số lượng ngày của cái chu kỳ nó sẽ dài hơn và cái số lượng mà chúng ta có thể nhận được lợi nhuận đó cái phần trăm đó sẽ giảm đi theo từng chu kỳ. Thì đây cũng phù hợp với lại cái lý thuyết chu kỳ dài hơn cho nên các bạn có thấy được là trong thời điểm đó, tôi nghĩ là chúng ta thấy cái sự tăng trưởng qua tới tháng 6 năm 2022. Nhưng mà một điều mà các bạn cần phải nghĩ tới đây đó là 3 tháng tháng 10, tháng 1, tháng 12 đó thì dựa theo lịch sử là 3 tháng mà có cái sự tăng trưởng tốt. Nếu chúng ta nghĩ là cái mức giá là 61.000 đô nếu mức giá hiện bây giờ, cho nên cái mức giá kết thúc của tháng 10 đi thì 61.000 đô là cái mức kết thúc của tháng 10 thì nếu chúng ta thấy được là lấy cái mức này tăng cho 42,95% của tháng 11 dựa theo năm ngoái đi chúng ta chỉ lấy tài liệu năm ngoái thôi để các bạn có thể hình dung được và chúng ta thấy được là sau đó chúng ta lại sẽ lấy con số này nhân cho 1.4692 là cái phần trăm tăng trưởng của tháng 12 của năm 2020 thì chúng ta sẽ tới cái mức là 128.000 đô thời đến cuối năm cái mức giá này đã cao hơn cái mức chẩn đoán của hai cái video thường vừa chia sẻ với các bạn thì cái mà thường muốn chia sẻ với bạn ở đây đó là chúng ta có tiếp tục thấy cái sự tăng trưởng qua năm 2021 hay là không thì tùy theo là từ đây đến cuối năm tình hình như thế nào nếu như mà giá bitcoin cứ đi ngang hay là điều chỉnh một chút xoay quanh cái mức này hay là đi lên từ từ đó từ đây đến cuối năm thì đương nhiên chúng ta có thể thấy được là cái sự tăng trưởng sẽ qua khỏi năm nay và tiếp tục tới năm 2022. Nhưng mà nếu chúng ta thấy đợt đột ngột giá Bitcoin tăng trưởng như là năm 2020 đó, tăng trưởng 42% của tháng 11 và 46% của tháng 12, thì chúng ta có thể thấy Bitcoin sẽ đạt cái mức qua khoảng 100.000 đô rất là nhanh. Thì có thể là chúng ta sẽ không thấy cái sự tăng trưởng qua năm 2022 mà sẽ kết thúc cuối năm nay nếu như mà cái chuyện đã xảy ra. Cho nên điều quan trọng là chúng ta có thấy là giá Bitcoin Tăng trưởng cực mạnh từ đến cuối năm hay không. Nếu như vậy thì khả năng cao thì sẽ không có sự tăng trưởng năm 2022. Nhưng mà ngược lại thì sẽ có. Và có một số bạn có Thuận đó là Thuận nghĩ sao về siêu chu kỳ. Có nghĩa là mỗi lần mà chúng ta nghe nói tới cái từ siêu chu kỳ đó các bạn có thể hình dung giống như chúng ta nói tới chỉ số S&P 500 đi thì đây là cái tài liệu trong vòng mấy chục năm qua của chỉ số chứng khoán S&P 500 thì cái mà các bạn thấy đó là cái đường màu xanh này là đại diện cho cái giá cả của chỉ số này thì các bạn thấy được chúng ta có một số những cái đợt điều chỉnh như là chúng ta đường zoom vào thì các bạn thấy được như chúng ta thấy cái đợt điều chỉnh của năm 2000 đó bong bóng com chúng ta thấy cái đợt điều chỉnh của năm 2008 tới đại chính đó chính là bong bóng bất động sản nhưng mà các bạn thấy được, từ thời điểm này, năm 2009 cho đến bây giờ đó chúng ta thấy được là trong thời gian 12 năm qua thì giá cả của cổ phiếu cứ tăng và tăng và tăng và tăng mãi. Có một số những đợt điều chỉnh như các bạn thấy nhưng mà cuối cùng là tiếp tục tăng trưởng. Thì nhiều người cho đây là một cái siêu chu kỳ. Thì Bitcoin cũng có thể là có được một cái siêu chu kỳ có nghĩa là chúng ta sẽ không thấy mùa đông crypto trong thời gian tới mà chúng ta thấy được là trong vòng 10 năm hay là thậm chí hơn thế nữa giá bitcoin cũng như chứng khoán nó cứ tăng từ 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 lên có những đợt điều chỉnh nhưng mà những đợt điều chỉnh nó chỉ là điều chỉnh ngắn hạn mà thôi rồi lại tiếp tục tăng trưởng chứ ta sẽ không thấy cái mùa đông crypto kéo dài hai ba năm như là trước đây thì tôi nghĩ như thế nào Thuận đó thì là một người mà Thuận thường hay chia sẻ với các bạn là thuần chỉ tin vào lịch sử cho đến khi nào chúng ta có lịch sử mới tại vì nếu không có dựa vào lịch sử thì chúng ta dựa vào cái gì để có thể đoán được tương lai cho nên thuần thì đương nhiên nếu như mà thường đoán sai chúng ta có một cái siêu chu kỳ đương nhiên là quá tốt rồi các bạn thấy được thường nhà từ lâu dài đương nhiên đó là điều mà thường cũng rất mong muốn nhưng mà cho đến bây giờ thường chỉ có thể nói với các bạn như mới đây mà thôi chúng ta sẽ xem coi là từ đây cuối năm tình hình tăng trưởng của bitcoin như thế nào và chúng ta nói tới bitcoin đó thì đương nhiên chúng ta nói cái xu hướng của cả thị trường này tại vì chúng ta cũng đã biết là bitcoin tăng thì những cái oil cũng sẽ tăng theo sau một thời gian miễn là bitcoin ổn định chúng ta thấy được là bitcoin chính là cái thủy chiều để mà nâng tất cả các thuyền thuyền là altcoin bitcoin là thủy triều cho nên chúng tôi thấy điều đó xảy ra và chúng ta nên hiểu đó là thị trường chứng khoán có rất nhiều điểm khác với lại thị trường crypto chúng ta có những cái điểm đặc biệt đó chính là thị trường chứng khoán có rất nhiều cái quỹ mà họ chỉ mua và mua và mua mãi mà thôi chúng ta thấy được là thị trường chứng khoán đó chúng ta có những quỹ như là quỹ lương hưu 401k là bây giờ đó tổng cộng là cái quỹ mà về hưu đó tính theo cái số lượng tiền là khoảng 35 nghìn tỷ đô la trong đó đó cái quỹ 401k đã khoảng 6,9 tỷ đô la rồi chúng ta có những cái quỹ lương hưu như là Pension à, tới 21 nghìn tỷ đây là cái quỹ mà công ty bỏ tiền vào và những cái nhân viên đó họ làm họ bỏ tiền vào để mà họ đầu tư để họ có thể là có tiền về hưu thì những quỹ này chỉ mua và mua và mua mà thôi chúng ta không có cái hiện tượng này xảy ra trong tiền crypto cho nên đây cũng là một trong những cái lực mua liên tục có thể giữ giá cho stock được và chúng ta thấy được là chúng ta cũng có Fed cục quản lý dự trữ liên bang của Hoa Kỳ thì chúng ta thấy được là Fed thì cứ liên tục hỗ trợ thị trường chứng khoán chúng ta không có Fed hỗ trợ thị trường crypto một cái đề tài khác đó thường sẽ chia sẻ sau này với các bạn đó chính là liên quan đến à, cái quỹ lương hưu nhà nước hay là Social Security thì à, có thể như bạn hỏi là tại sao chúng ta có những cái quỹ 401k và pension fund họ cứ mua và mua như vậy tại vì à, cái quỹ lương hưu của chính phủ đó không có đủ để cho hỗ trợ những cái người mà về hưu bây giờ cho nên chính phủ hoa kỳ lúc nào cũng khuyến khích là người dân hoa kỳ đi làm nó thì chích ra một số tiền để mà đầu tư về chứng khoán dài hạn vì lý do đó thì chứng khoán có rất nhiều ho đô bất đắc dĩ cho nên chúng ta thấy được là giá cả chứng khoán có thể được giữ được nhưng mà chúng ta không có hiện tượng đó xảy ra đâu có ai bây giờ mà đi làm phần lớn là đâu có ai chích cái tiền trong cái lương của mình để mà đi thu mua bitcoin liên tục đâu Các bạn thì chỉ có những người trong thị trường như chúng ta mà thôi người bình thường không làm điều đó nhưng mà thị trường chứng khoán là khác người bình thường không biết gì về chứng khoán cũng có thể tham gia vào những cái quỹ 401k họ quỹ thác số tiền đó để cho cái quỹ đó tự đầu tư cho họ để họ có tiền về hưu đây là cái điểm khác biệt cho nên nếu như nói là siêu chu kỳ thì thường cảm thấy là nó hơi mong manh một chút tại vì siêu chu kỳ cho chứng khoán là có lý do chúng ta có chính phủ hỗ trợ chúng ta có những cái quỹ 401k những quỹ lương hưu hỗ trợ những điều đó không xảy ra trong thị trường crypto nói tới đây đó thì đương nhiên các bạn thấy được là giá bitcoin có sự tăng trưởng nhưng mà nhiều bạn vẫn không thấy vui tại vì rất nhiều bạn thường biết là lưu trữ altcoin thì thường nghĩ là chúng ta cũng phải tiếp tục chờ đợi mà thôi tại vì các bạn thấy được là thuận vẫn giữ cái quan điểm là cái sự khác biệt đó là cái chu kỳ vẫn là chia ra bốn giai đoạn giai đoạn bitcoin giai đoạn ethereum giai đoạn altcoin lớn và giai đoạn altcoin nhỏ thì chúng ta thấy đó là điều mà các bạn muốn thấy đây là giá Bitcoin nếu như mà tích lũy ở vùng này khoảng sáu 60.000 là một điều rất là tốt và chúng ta muốn thấy đó là Ethereum có cái sự tăng trưởng mạnh sau đó sẽ kéo theo nhiều altcoin và đương nhiên nhiều altcoin nhỏ hơn cho nên chúng ta không muốn thấy giá Bitcoin rất mạnh mà muốn thấy giá Bitcoin có một sự điều chỉnh mà thôi sau đó tích lũy đó là điều mà chúng ta muốn thấy thì nói tới Ethereum đó thì các bạn thấy được là tính theo trong dòng cuối tuần này thì chúng ta thấy được là có một cái số lượng ether nạp vào nhiều hơn là rút ra nhưng mà khi mà chúng ta zoom ra đó để các bạn thấy được là cái nhìn tổng quát hơn thì những con số này không có đáng kể thậm chí chúng ta được là phần lớn là ether bị rút ra ngày này qua ngày nọ chúng ta có thấy rõ hơn khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ còn bao nhiêu ether trên sàn thì uh, cũng như là thường từng chia sẻ với các bạn tinh hình là chúng ta thấy được là premium cứ mất đi và mất đi trên sàn cho nên cái mà thường muốn chia sẻ với các bạn là những mà nào mà đầu tư altcoin đó thì các bạn chỉ có thể là hy vọng bitcoin có cái sự bền vững và tích lũy ở những cái mức này và thật ra mà nói đó, trong cái quý 4 này chúng ta cũng có rất là nhiều những cái thông tin nổi bật như là chúng ta thấy đó là trong quý 4 này chúng ta sẽ có bitcoin taproot thì nhớ là khoảng tháng 11 sẽ có cái cập nhật bitcoin taproot đây là cái cập nhật đầu tiên trong nhiều năm của bitcoin chúng ta có thể thấy được là ethereum thì cái sự sôi động thường nghĩ là sẽ từ từ tới đến ethereum 2.0 cái bước kế tiếp của Ether đó chính là The Merge hay là cái sự kết hợp giữa Ether 1.0 và 2.0 Tôi nghĩ là cứ tiếp tục thì càng ngày càng tới cuối năm nay để chúng ta thấy được cái sự hào hứng liên quan tới Ether sẽ tăng lên Lúc đó mọi người sẽ rất là quan tâm đến Ether 2.0 Kế tiếp nữa là đồng BNB Binance Coin thì bạn cũng đã biết là sàn Binance vừa trích ra 1 tỷ đô la để hỗ trợ hệ sinh thái của Binance Smart Chain Cho nên chúng ta cũng không thể xem nhẹ đồng BNB Cardano thì các bạn sẽ được là bây giờ đã có smart contract điều kế tiếp các bạn sẽ thấy là sẽ có rất là nhiều những dự án nổi lên trên mạng lưới của Cardano cho nên các bạn cũng đừng bỏ quên Cardano à, chúng ta được XRP chúng ta mới thấy cái sự kết thúc của cái sự kiện giữa SEC và XRP điều này có thể xảy ra trong quý 4 này Solana Polkadot các bạn thấy được rất nhiều và rất nhiều những cái dự án lớn trong cái quý 4 này nó sẽ có rất là nhiều cái thông tin nổi bật cho nên nếu như mà chúng ta thấy là giá Bitcoin tiếp tục tăng trưởng một cách bền vững thì thị trường OCO sẽ rất là sôi động từ đây đến cuối năm đây là điều mà mình thường muốn chia sẻ với các bạn để các bạn hiểu hơn về tình hình hiện bây giờ và đây là tất cả những thông tin mà tôi muốn mang đến cho các bạn trong cái video ngày hôm nay tôi hy vọng các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này. Và những bạn nào mà chưa có theo dõi Thuần Capital trên những mạng xã hội cũng nên theo dõi bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm hiểu những cái thông tin như là Telegram channel, Facebook hay là Twitter các bạn theo dõi để các bạn có thể nhận được những thông tin mới nhất và nhanh nhất. Cũng như là những bạn nào mà muốn tìm hiểu những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuần Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách là bấm vào cái link ở bên dưới cái video này để mà tìm thấy những thông tin như là các bạn có thể được giảm 20% phí giao dịch khi mà tham gia vào sàn Binance hay là các bạn có thể được giảm 5% khi mà tham gia vào sàn FTX cũng như là những người nào mà muốn nhận được bonus thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Passion Moon XBT hay là các bạn có thể tìm hiểu sàn Bybit và hiện bây giờ Bybit có 200 đô bonus cũng như là các bạn có thể nhận được giảm 10% ví tháng đầu và Bybit và sàn Moon FPT các bạn có thể bấm vào cái link màu vàng trên màn hình để các bạn có thể tìm hiểu group tín hiệu truyền miễn phí cũng như là những cái bonus đối nhiên partner khác như là sàn Asaniax hay là sàn Namroy Global và như mình nào mà sống ở Hoa Kỳ đó thì có thể tìm hiểu những sàn như là sàn Binance US hay là sàn Coinbase cũng như là ứng dụng BlockFi, đây là ứng dụng Lightning có lãi mà thường thường hay chia sẻ với các bạn cũng như là CryptoQuant, đây là ứng dụng hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on-chain. Một lần nữa, Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.